Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng chuyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le sau khi mà anh chàng tên Việt bắt buộc Lâm phải ly hôn với Mai và mong muốn cho cô có một tương lai tươi sáng phía trước. Mong muốn rằng bù đắp cho cô những tổn thương anh gây ra cho cô cách đây 6 năm. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với anh chàng tin là Việt khi mà anh lại phải nghe lời bố mẹ và cưới một người phụ nữ khác? Chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mai ngồi trong căn bếp tranh thủ nhặt rau củ giúp bà Thùy Khi chỉ còn có hai mẹ con Bà Thùy lên tiếng tò mò hỏi Mai này Chuyện của thằng Lâm thế nào rồi con Bên cơ quan điều tra Họ có liên hệ gì với con không Dạ thưa mẹ Anh ấy vẫn bị giam giữ Nhưng mà bây giờ chuyển sang trại tạm giam rồi mẹ Ban đầu là giam 9 ngày Nhưng mà xét tính nghiêm trọng của sự việc Nên lại tiếp tục tạm giam 3 tháng Để chờ kết luận của cơ quan điều tra Lâu nay mẹ mất ngủ liên miên vì chuyện của nó. Mẹ nghĩ nhiều mà bạc cả tóc, vừa thương lại vừa giận. Thương con với thương Vũ nhiều hơn. Thằng bé mà biết ba nó như thế, không biết phản ứng của nó thế nào. Con phải giấu đấy mẹ, con không dám nói sự thật. Vũ là người sống tình cảm lắm, ngày nào về nó cũng hỏi ba. Hỏi nhiều đến mức con thấy sợ. Thế bây giờ con tính thế nào? Hôm trước ngày chuyển qua trại tạm giam, Lâm mượn điện thoại của cán bộ gọi về cho con. Cũng giống như mọi lần, anh ấy tha thiết cầu xin con cứu giúp anh ấy. Con thương anh ấy thật, nhưng số tiền lớn quá mẹ à. Con không biết phải xoay sở thế nào để mà bồi thường cho người ta rút đơn kiện. Nữa là, con sợ bảo lãnh cho Lâm, thì anh ấy ra ngoài, vẫn chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, không sửa được. Mẹ cũng nghĩ như vậy Hay là nhân cơ hội này Con cứ để cho nó đi cải tạo Cho nó thức tỉnh đi Cứ làng bạt ngoài xã hội Rồi lại gây phiền phức cho người khác Nói thật mẹ là mẹ không yên tâm Ngập ngừng thêm một lát Bà Thùy lại nói Bà mẹ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi Cũng bàn bạc với cả chị gái Cùng với anh rể của con Lần này ba mẹ có thể giúp nó được tại ngoài nhưng mà điều kiện là sau khi đi ra ngoài, nó và con phải ly hôn với nhau. Ba mẹ có ba đứa con gái, thực không đành lòng chứng kiến cuộc sống của con gái mình khổ cực và chịu nhiều tổn thương như vậy được. Mai lúc này không nhịn được mà nước mắt rơi xuống. Cô biết ba mẹ thương con gái nên mới ngỏ ý với cô như vậy. Tuy nhiên Mai lại tò mò. Ba chạy xe ôm chờ khách, mẹ bán hàng ngoài chợ bà mẹ nuôi chị em con ăn học vất vả bây giờ mẹ mà đứng ra bảo lãnh cho lâm mẹ lấy tiền ở đâu ạ à? nếu như mà con ly hôn với nó mẹ bán căn nhà mà con đang ở đấy lấy tiền bồi thường cho người ta con với vũ chuyển về đây sống với bà mẹ kìa mẹ bà mẹ quyết định rồi một ngôi nhà mà đổi được sự tự do cho con gái của mẹ mẹ cảm lòng tiền mất thì có thể kiếm lại được nhưng mà thanh xuân và hạnh phúc cả đời của con vĩnh viễn không bao giờ quay lại được mai à con đang còn trẻ tương lai còn rất nhiều cơ hội rồi con sẽ gặp được người tốt mẹ là mẹ không muốn con tiếp diễn cái cuộc sống bên thẳng lâm bà mẹ vì con mà khóc cạn cả nước mắt rồi hà nội cơn gió đông thổi bay những chiếc lá đã lìa cành dưới lòng đường những chiếc lá vàng óng nhẹ bay theo chiều gió rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống từng lớp từng lớp cứ chồng lên nhau tạo thành những tiếng xào xạc êm ả à. đầu giờ chiều chiếc xe của việt có mặt tại trại tạm giam hòa lò mở cửa xe bước xuống việt bình thản đi vào bên trong cánh cổng bộ vét màu đen quý phái kính mắt màu đen trước mặt lại càng khiến cho diện mạo của anh trở nên bí ẩn và cuốn hút nhờ quan hệ và cũng được sự tác động từ trước nên chỉ chưa đầy 20 phút sau, Việt được gặp Lâm ở trong phòng thăm gặp. Vừa nhìn thấy Việt, Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Anh cứ tưởng rằng người vào thăm anh là Mai, nhưng không ngờ lại là người đàn ông ấy. Lâm biết một chút về Việt, người yêu cũ của Mai, nhưng chưa một lần anh được gặp gỡ. Thực là không nghĩ có một ngày anh lại chạm mặt Việt trong hoàn cảnh éo le như thế này. Lâm cúi mặt xuống và giữ im lặng. Ngồi bên ngoài tấm kính, Việt bình thản quan sát Lâm. Người đàn ông ấy trông già dặn hơn tuổi rất nhiều, tròng râu quai nón lâu ngày không cạo, mái tóc bờm sờm, gương mặt lại trải đầy xương gió. Lâm mặc bộ trang phục màu xanh lam, không đánh số. Lúc này theo anh được biết, đó chính là trang phục dành cho phạm nhân trong thời gian tạm giam và chờ phán quyết của tòa án một bên uy nghi lộng lẫy thần thái ngút trời một bên thì khép nép sợ sệt sự đối lập về thần thái này lại càng thêm khẳng định danh giới giữa người giàu và người nghèo việt lúc này cất lời phá tan bầu không khí yên lặng chào anh à không dám chào anh anh có biết tôi không hoặc giả anh đã từng nghe kể về tôi rồi chứ tôi biết anh và tôi đoán không lầm khi anh xuất hiện ở đây thì anh biết rất rõ tôi là ai là mai bảo anh đến có phải không rất thẳng thắn nhưng tại sao anh nghĩ rằng mai là người bảo tôi đến đây là tôi đoán thế nhưng mà rất có thể là như vậy bởi vì tôi và anh vốn không quen biết nhau chuyện tôi bị bắt tạm giam rất ít người biết nếu không phải là do mai tôi không tìm được lý do nào thích hợp anh nói đúng nhưng lại có chỗ chưa đúng đúng hay sai lúc này không quan trọng điều tôi quan tâm là anh xuất hiện ở đây có mục đích gì anh đến đây chế giễu tôi cười nhạo tôi sao tôi hoàn toàn không có ý như vậy lầm lặng nhìn gương mặt đẹp như điêu khắc của việt từ ánh nhìn đến cái nhếch môi tất cả đều phảng phất dáng vẻ của vũ bỗng chốc lầm cảm thấy ghen tị ông trời đúng là bất công tại sao có những người sinh ra lại sở hữu diện mạo hoàn hảo trí tuệ hơn người cuộc sống giàu có và sung sướng có những người lại sinh ra chịu kiếp bần hàn chứ vậy thì mục đích anh gặp tôi là gì việt suy nghĩ rất nhiều về chuyện này thậm chí anh thức trắng cả đêm để lên kế hoạch và nhờ các mối quan hệ thân tình để giải quyết ngay lúc này trước câu hỏi của lâm việt ngồi thẳng người anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào lâm và thận trọng nếu như anh đồng ý ly hôn với mai tôi là người giúp anh ra khỏi đây nghe xong câu nói này lâm hết sức ngỡ ngàng hóa ra việt xuất hiện ở đây là bởi vì muốn giúp đỡ cho anh nhưng điều kiện của anh ta lại muốn anh ly hôn với mai lâm biết rõ trong quá khứ việt và mai từng là một cặp thanh mai trúc mã tình cảm của họ sâu đậm hơn bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này Bằng chứng là sau 6 năm, Việt xuất hiện tại một nơi không ngờ nhất và trao đổi giao dịch với anh như thế này. Lại càng chứng tỏ rằng tình cảm của Việt dành cho Mai vốn không hề thay đổi. Thậm chí anh ta chấp nhận đánh đổi cật tiền bạc, chỉ vì hy vọng anh trả tự do cho Mai. Không riêng gì Việt, sống cùng với Mai bao nhiêu năm trời, lâm hiểu rất rõ con người của cô. Mai chưa từng hết yêu Việt, cách cô yêu thương quan tâm và chăm sóc cho Vũ thể hiện tất cả từng ngày từng ngày cô vun đắp kết quả tình yêu của hai người yêu thương và nâng niu vũ như báu vật người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là tình mẫu từ đơn thuần nhưng mà chỉ có lâm mới hiểu tình cảm ấy không chỉ là tình mẹ thương con đó còn là cảm xúc yêu đương dành cho việt mà cô gửi gắm vào đứa con này lâm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi anh có tư cách gì muốn tôi phải ly hôn với mai chứ mai quá khổ rồi anh không nhìn thấy à cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn xứng đáng được ở bên một người có khả năng bảo vệ và che chở cho cô ấy vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời <laughs> ý của anh rằng tôi bất tài tôi vô dụng sao lầm thốt ra câu này thì lại cảm thấy bản thân mình đúng là hèn kém thật rõ ràng bản thân anh chả có ưu điểm gì từ đầu đến cuối mai luôn là người phải phiền muộn vì anh luôn là cô đứng ra giúp anh giải quyết mọi rắc rối nhiều lúc lâm tự chất vấn chính mình không hiểu kiếp trước anh gieo phước gì mà kiếp này lại gặp được người phụ nữ tuyệt vời vì anh mà hy sinh nhiều đến như vậy nếu so với việt người đàn ông có tiền có quyền có diện mạo xuất sắc nhưng đối với anh anh chả có gì anh chỉ có được mai thôi lâm tự an à ủi chính mình và rồi anh cảm thấy hả hê Tôi đến đây không phải để phán xét hay bình phẩm gì về anh. Nói đúng hơn là tôi không có quyền. Tôi chả có tư cách gì để mà phán xét anh cả. Xét về tình cảm cá nhân, tôi thương Mai. Tôi cảm thấy thương hoàn cảnh của cô ấy bởi vì quá khổ rồi. Tôi chỉ hy vọng quãng đời sau này của cô ấy được tốt đẹp hơn mà thôi. Chính vì vậy nên anh đến đây và đề nghị tôi ly hôn Mai sao? Đúng. Điều kiện tôi đưa ra rất cụ thể. Tôi tìm hiểu và nghe luật sư tư vấn rất kỹ về trường hợp của anh. Anh không có lựa chọn nào khác. Một là đồng ý với yêu cầu của tôi. ly hôn với Mai, anh được trả tự do. Hai là anh vẫn là vợ là chồng với Mai. Nhưng anh phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù giam. Quyết định là ở anh và lựa chọn là do anh quyết định. Việt nói ra mấy lời nhẹ như lông hồng. Lâm rơi vào hoàn cảnh, trầm tư quả thật anh không còn lựa chọn nào khác, cuộc sống của anh không có tiền không có quyền, không có tiếng nói và càng không có quan hệ. Nếu như thỏa thuận với người đàn ông này rất nhanh thôi, anh sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được tự do đi lại và gặp gỡ với mọi người. Bởi vì Việt là ai chứ? Danh tiếng của tập đoàn Vincent vang dội khắp cả Hà Thành, có một ai mà không biết đến. Đối với anh ta xử lý mấy chuyện như thế này, đúng là dễ như trở bàn tay. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tuy, tôi tôn trọng quyết định của anh. Đây là một việc rất quan trọng. Anh có thể suy nghĩ thêm. Tôi cho anh 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Bằng giờ ngày mai, tôi quay lại gặp anh. Nếu nhanh đồng ý, trong vòng 10 ngày, anh được tại ngoại. Còn bây giờ xin phép. Việt đứng dậy và chủ động rời đi. Còn Lâm ngồi đó, cứ tưởng rằng mình đang mơ. Anh thật sự có thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi này sao? Điều kiện trao đổi của Việt quá đơn giản. Bởi vì Mai đối với anh mà nói, hai người sống với nhau dưới một mái ấm. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng họ là vợ chồng, cũng có đám cưới diễn ra. Nhưng họ chưa hề động phòng, ngay cả đăng ký kết hôn còn không có. Thì cần gì đến thủ tục ly hôn? Như thế này, không phải là anh quá hời rồi sao? Kể từ khi cô Việt tác động, cuộc sống của Lâm trong trại tạm giam tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày anh đều được ăn no khẩu phần ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng đặc biệt là quản giáo nhẹ nhàng và quan tâm nhiều hơn bởi vì họ biết danh tiếng của việt trên thương trường thấy anh trực tiếp đứng ra can thiệp vào chuyện này nghĩ lâm và việt có quan hệ thân thiết nên họ lúc này cũng tôn trọng anh hơn mai là người con gái chiếm giữ rất nhiều tâm tư và tình cảm của việt nói đúng hơn là cuộc đời này của anh ngoài cô ra anh không thể nào đem lòng yêu thương được người con gái khác sợ biết mai có gia đình có chồng và có con nhưng mỗi khi nghĩ về cô nội nhùng nhớ khắc khoải cứ như vậy dày vò tâm hồn sắt đá của người đàn ông này anh chủ động muốn giúp lâm khỏi trốn lao tù với điều kiện lâm phải ly hôn với mai xuất phát điểm anh hành động như vậy là vì muốn mai có cuộc sống tốt hơn không phải chịu cảnh khổ sở vì người đàn ông vô dụng như vậy việt hoàn toàn không muốn lâm ly hôn để mình chen ngang hay là kiếm cớ bước vào cuộc sống của cô thêm một lần nữa bởi vì sau khi trải qua quá nhiều chuyện anh hiểu sâu sắc một điều nếu như thật lòng thương một ai đó hãy nguyện cầu cho họ được hạnh phúc và bình an tình yêu đôi khi không bắt buộc phải có được nhau phải trọn vẹn chỉ cần nhìn họ hạnh phúc tâm của mình cũng được thoải mái và vui vẻ còn một vấn đề nữa khiến lâm suy nghĩ rất nhiều chính là tên gọi của vũ lâm họ nguyễn mai họ lê người việt đa phần thường đặt tên con theo họ của cha cũng có gia đình đặt tên con theo họ của mẹ nhưng mà vũ thì khác tên gọi của cậu bé thực sự khiến cho anh phải lưu tâm lê ngọc trương huy vũ nếu như bỏ họ đệm lê ngọc đi thì trương huy vũ và trương huy việt không khác nhau là mấy có điều gì bất thường ở đây Đồng ý là có thể đặt tên con theo họ của mẹ Nhưng mà ngay trong cách đệm tên Họ đệm đều giống anh đến 90% Việt nghĩ nhiều tới mức não bộ của anh lúc nào cũng căng như dây đàn Vô cùng mệt mỏi Tại công ty chế tạo máy Him Lam Hôm ấy công ty tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới Để chuẩn bị tung ra thị trường Nên hầu hết cán bộ nhân viên trong công ty Đều phải tăng ca đặc biệt là nhân viên tổ kỹ thuật. Họ xem xét và sàng lọc thật kỹ từng hạng mục, kiểm tra giả soát tỉ mỉ để tìm ra những lỗi sai cần phải khắc phục. Bên công việc bận lắm, nên không thể về sớm được. Mai đành gọi điện nhờ bà ngoại đón Vũ, gửi con về bên ngoài. Mai yên tâm vứt điện thoại vào một góc và chăm chỉ làm việc. Mai tập trung đến mức không chú ý gì đến giờ giấc. Khi tiếng chuông điện thoại gieo vang ở Mỹ, cô Minh ngưng lại và xem giờ trên màn hình máy tính. 9 giờ tối là điện thoại của bà Thủy mẹ ơi con nghe à bên kia đầu dây chuyển đến giọng nói trong trẻo của Vũ mẹ ơi con Vũ đây à mẹ chưa được nghỉ à sao hôm nay mẹ về muộn thế à ừ, con ở nhà với ông bà ngoại ngoan hôm nay công ty mẹ nhiều việc quá khéo mẹ phải tăng ca đến nửa đêm thế con ăn tối chưa hôm nay bà ngoại cho con ăn món gì con ăn rồi mẹ ạ à? bà ngoại nấu canh rong biển với ức gà sườn diêm với cả tôm hấp ngon thế nhở mẹ ghen tị với vũ ghê mẹ có đói bụng không à thế mẹ ăn gì chưa à mẹ ăn rồi con cho mẹ gặp bà ngoại một chút bà ơi bà bà nói chuyện với mẹ con nhé ừ alo mẹ nghe chưa được nghỉ à dạ vâng khéo con phải tăng ca đến nửa đêm hôm nay mẹ cho vũ ngủ lại bên đấy nhé Sáng mai mẹ đưa cháu đi học giúp con. Công ty con đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên con bận quá. Ừ, thôi được rồi. Cứ để thằng bé ở đây cho mẹ chăm. Còn nhớ phải ăn uống đầy đủ vào, giữ gìn sức khỏe, có sức mà đi làm. Trời thì càng ngày càng lạnh, về khuya nhớ về mặc áo ấm vào. Vâng. Con chào mẹ ạ." À. Vũ nghe như vậy liền nói vọng vào. "Mẹ ơi con yêu mẹ." "Mẹ cũng yêu con." Chúc hai bà cháu ngủ ngon nhé. Cuộc gọi với bà Thùy vừa kết thúc thì điện thoại của Mai lại đổ chuông là một dãy số rất là lạ. Trong đầu của cô lập tức nghĩ đến Việt nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Alo tôi nghe. Chị Mai ở công ty cổ phần chế tạo máy Lima có phải không ạ? À? à dạ vâng ạ. À. Em là shipper giao hàng. Chị xuống sảnh tầng 1 nhận hàng giúp em với. À, tôi đâu có đặt hàng gì đâu ạ à? dạ tên số điện thoại cả địa chỉ công ty chị rõ ràng là đồ ăn thôi ạ à? chị xuống nhận giúp em mai không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô vẫn rời khỏi phòng làm việc và đi xuống dưới nhận túi đồ từ shipper mai liền suy đoán người order đồ ăn cho cô chắc chắn là việt hôm sinh nhật cô anh cũng lặng lẽ làm vậy vừa mệt vừa đói lúc này mai chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nhanh chóng trở về phòng làm việc và tận hưởng món đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn cô vừa mở nắp hộp thì mọi người trong phòng làm việc nhăn mặt cảm thán mai có món gì mà ngon thế <laughs> dạ em mời mọi người ăn tối cùng với em số đông mọi người tỏ ra ngạc nhiên bởi vì ngày thường thấy mai vô cùng tiết kiệm hôm nào cũng mang cơm ở nhà đi hôm nay mai lại đặc biệt order đồ ăn qua mạng mà người mùi thơm thì biết món ăn này vô cùng đắt đỏ. Gần đến nửa đêm, mọi người trong văn phòng ra về hết, Mai lặng lẽ rời khỏi công ty. Trời lạnh nên cô cố ý đi thật chậm về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ đến hộp cơm cả đồ uống mà ai đó đã gửi cho cô. Một là Việt hay là chú Huy, chỉ có thể là một trong hai người đó, Mai đinh ninh khẳng định, đang miên man suy nghĩ. Thì một chiếc xe từ đâu xuất hiện, cửa kính xe hạ xuống, ngồi bên ghế lái, đó chính là Việt. Đi ngoài trời đêm thế này nguy hiểm lắm. Nhìn thấy anh là tôi cảm thấy bất an rồi đấy, có chuyện gì? Em ăn cơm chưa? Có ngon miệng không? Thì ra anh là người đặt cơm cho tôi đi à? Ừm. Dù sao cũng cảm ơn anh, cơm rất ngon. Nhưng tại sao anh biết tôi ở lại tăng ca chứ? Công ty Lima và tập đoàn Vincent là đối tác lâu năm mà. Lý Má sắp sửa tung ra thị trường sản phẩm mới. Trong đó 50% nguyên liệu được sản xuất là do Vincent cung cấp. Em nghĩ nắm được lịch trình công việc ở công ty em. Có cái gì khó đâu. mai im lặng không đáp. Cô lặng lẽ đi sát về phía lề đường. Và Việt không nói gì thêm. Anh chậm rãi đi bên ngoài để bảo vệ cho cô. Bóng dáng chiếc xe của Mai đổ dài dưới ánh đèn đường. Gió đông vẫn gào thét điên cuồng. Trong đêm vắng, tâm tình của mỗi người lại dậy sóng theo từng cung bậc khác nhau. Việt theo Mai đi về đến đầu hẻm, ngõ nhỏ nên ô tô không vào được bên trong. Anh đậu xe bên ngoài và thong thả tàn bộ tiến về phía nhà Mai. Đêm khuya vắng chỉ có tiếng gió đông thổi rít qua những tán cây cổ thụ, ánh đèn màu vàng lúc này hiu hắt, tỏa bóng dáng của Việt đổ dài trên nền bê tông. Mai chạy xe vào nhà liền khóa cổng cẩn thận. Thực lòng, từ lúc Việt xuất hiện, tâm trí của cô bị trộn rộn không yên. Đó chắc chắn không phải là tình cờ. Việt chủ động xuất hiện và tiếp cận cuộc sống của cô. Chả nhẹ anh ấy không biết giờ đây cô là một người phụ nữ, đã có gia đình hay sao? Mặc kệ cho Việt làm ồn, Mai thản nhiên tắm gội bên trong. Cô nghĩ bản thân mình phải cương quyết hơn, không thể nào dễ dàng nghe theo cảm xúc của con tim Tự khuyên nhủ bản thân là vậy Nhưng từ phòng tắm bước ra Mai giòn rén đi về phía cửa Và nhìn lén ra bên ngoài Bóng dáng của Việt Vẫn kiên nhẫn Đứng đó Anh đứng ở bên ngoài Nhờ ánh sáng trong nhà hắt ngược ra Nên anh thấy được cô đang quan sát mình Trong bóng tối anh mỉm cười đắc ý Đầu thầm nghĩ Thật sự là em không còn quan tâm đến tôi sao Nếu như vậy tại sao phải nhìn trộm tôi cứ mặc kệ tôi bên ngoài này là được rồi." Bất thình lình, Việt đưa tay lên nhấn chuông cửa liên tiếp. Mai giật mình đánh rơi cả chiếc khăn lau tóc, chú cún con nằm trong lồng sắt, vừa nằm yên tĩnh được một chút, lại bật dậy và sủa gắt gao. Thật không thể nào hiểu được tính cách bá đạo của người đàn ông này. Mai hậm hực mở chốt cửa, bước về phía cổng. "Này, anh định làm ồn có phải không?" Mai cất lời như trách móc. Mà thực ra trong lòng của cô cảm thấy sao xuyến kỳ lạ. Sự chủ động của anh lại càng khiến cô lâng lâng mơ màng, cảm giác như thỏa mới yêu và hẹn hò cùng với nhau vậy. Nhưng rồi Mai lắc đầu, nhắc nhở bản thân mình. Cô là người có chồng có con, không thể nào vấn vương tư tình với một người đàn ông khác. Tuyệt đối không thể. Trước thái độ cáo giận của Mai, Việt bình thản như không. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, như muốn thiêu rụi đi mọi thứ xung quanh. Một lần nữa, Mai nghe trái tim của mình loạn nhịp. Em có thể mời anh vào trong nhà có được không? Uhm, khuya rồi, tôi không tiếp khách. Sự lứng túng và ngượng ngùng của Mai càng khiến cho Việt cảm thấy thích thú. Cô ấy ngượng ngùng, cô ấy bối rối là bởi vì đang còn thích anh. Nếu đổi lại là không thích, chắc chắn cô ấy không tốn thời gian để tranh luận với anh thế này mà đóng cửa đi ngủ từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Việt nhướng chân mày. Đây đâu phải là lần đầu tiên chứ. Này, anh nói vậy là ý gì? Ánh mắt của Mai nhìn Việt như muốn dò xét. Câu nói của anh là ám chỉ cô lẳng lơ, dễ dàng tiếp đón người đàn ông lạ mặt lúc đêm khuya. Là ý này sao? Giống như em đang nghĩ. Tôi nghĩ gì? Anh biết được à? Suy nghĩ của em hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Người khác nhìn thấy rất rõ Chỉ có em ngốc nghếch Mới không thấy được bản thân của mình ra sao Tôi Nhìn tôi thế nào chứ Cực kỳ xinh đẹp Việt nhân cơ hội buông lời ong bướm Đôi mắt phượng của người đàn ông này Nhìn cô như muốn thôi miên Hương đêm lạnh lẽ hòa quyện Với mùi hương nam tính Trên cơ thể của Việt Mai nghe tâm hồn của mình ngất ngây Sáu năm trước cô si mê anh thế nào thì giờ đây đứng trước anh, cô không có cách nào kiểm soát được con tim của mình. Nhận lúc Mai đang còn say tình, việc chủ động bước vào trong sân khi chưa được sự đồng ý của cô. Mai giật mình hoảng hốt. "Này, anh đi về, mời anh ra ngoài, khuya thế này rồi." Nhìn anh có giống kẻ biết nghe lời không? "Anh đừng quên tôi là người phụ nữ có chồng, mời anh đi về cho, nếu không Nếu không thì sao?" nếu không em làm gì tôi chi hô lên cho người khác biết rằng anh anh không phải thách tôi vậy thì để tôi giúp em nhé nói xong việt cất cao giọng và hét lớn bớ người ta nhưng việt chưa nói hết câu thì mai chạy đến và nhanh tay bịt lấy miệng của anh nhất thời việt ngồi thần mặt ra vẻ ngây ngốc từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được một chút hương thơm từ cơ thể của người phụ nữ này, đôi bàn tay dịu dàng đang ôm lấy mặt của anh, ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào kích thước căng đầy ngay trước mặt mình. Dường như Mai đang rất căng thẳng. Dù không trực tiếp áp sát lên ngực của cô, nhưng anh cảm nhận thấy rõ, trống ngực của cô đang đập rất mạnh. Anh định làm loạn ở nhà tôi à? Anh không có ý, nhưng nếu như em kiên quyết đuổi anh về, anh không dám chắc đâu. Anh... Anh không còn một chút liêm sỉ nào. Trước khi đến gặp em, anh để quên liêm sỉ ở nhà rồi. Nhưng mà lâu lắm mới được nghe em gọi tên anh. Em có thể nhắc lại được không? Anh đừng có đùa với tôi. Mời anh về cho. Một giờ sáng rồi đấy. Ai, khá khuya rồi nhỉ. Anh nghĩ rằng mình nên đi ngủ thôi. Này! Việt làm ngơ trước thái độ tức giận của Mai anh chủ động bước vào trong và ngả người xuống sofa, ung dung khép chặt đôi mắt. Mai đường đó gần như hết chịu nổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh ta lại mặt dày đến như vậy chứ? Thầy Mai đường đó hồi lâu không nhúc nhích, Việt hé mở đôi mắt và có lòng nhắc nhở cô. Khuya rồi, em nên nghỉ ngơi sớm, không phải bận tâm đến anh làm gì. Anh lớn rồi, anh hoàn toàn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Xem cái cách anh ta nói chuyện kìa Thật sự không có một chút liêm sỉ nào Mai tức giận quay người bước lên cầu thang Đi được hai bước Cô lén nhìn Việt thì bắt gặp Anh đang mở to mắt nhìn cô Giật cả mình Anh nhìn gì mà chăm chăm thế à Em không nhìn thì làm sao biết Anh đang nhìn em Mà em quên chưa đóng cổng rồi đấy Lỡ như trộm vào có mất cái gì Anh không chịu trách nhiệm đâu Nhà tôi chả có cái gì quý giá cả Nếu trộm có vào Thì chắc chắn ấy, chỉ lấy anh thôi. Sao bỗng nhiên anh lại hy vọng em hóa thân thành tiên trộm nhỉ? Anh bớt nói năng bạt mạng đi. Mai mắng Việt nhưng rồi cô vẫn quay người đi xuống và ra đóng cổng. Việt nằm đó mỉm cười đắc ý. Rốt cuộc thì mỹ nhân cũng chịu thỏa hiệp. Lát sau Mai quay vào. Lúc đi ngang qua Việt, cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Chăn ấm đệm êm, anh không muốn. Lại muốn làm lì ăn vả ở đây thì dáng chịu nhá. Đêm khuya hơi bị lạnh đấy. Vậy thì em cho anh đắp chăn cùng với em nhé. Này, anh nói nghiêm túc. Thôi được rồi, anh ngủ ở đây. Em cứ đi ngủ đi. Mai lặng lẽ quay người bước lên phòng. Để đảm bảo Việt không giờ trò, cô cẩn thận cài chốt bên trong, sau đó mới đi nằm xuống. Nhưng mà dù mệt dù trời đã khuya, nhưng mà giấc ngủ của cô lại không chịu tìm đến. Chăn trở thao thức hoài, nhưng tâm trí của Mai vô cùng tỉnh táo. Có phải là vì sự xuất hiện của Việt trong nhà hay không? Trời lạnh nằm ở sofa không có chăn, không biết Việt có biết đường đi vào phòng của Lâm ngủ tạm hay không? Cứ như thế này, chắc là cô thao thức tới sáng, bởi vì lo cho anh. Thật là không thể nào ngủ được vì người đàn ông ấy. Mai ngồi bật dậy, cô giòn rén mở chốt cửa. Đêm vắng, dù cố gắng làm thật khẽ, nhưng Việt ở bên dưới vẫn nghe thấy được. Biết Mai đang định xuống dưới này, nhanh như cắt. Việt rời khỏi sofa và đứng núp sau bức vách ngay sát chân cầu thang. Đêm khuya bóng tối mờ ảo, Việt nghe rõ từng bước chân nhẹ nhàng của Mai đang tiến đến gần. Mùi hương trên cơ thể của cô tỏa ra man mát. Việt nghe con tim mình hồi hộp không diễn tả được. Sao giống như đang chơi trò đuổi bắt của bọn con nít thế này. Mai đi về phía sofa, lại không thấy Việt đâu. Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Không lẽ anh ấy bỏ về rồi sao? Ánh mắt của Mai đượm buồn. Cô mở cửa và bước về phía cổng. Cánh cổng đóng im lìm. Anh ấy cứ như vậy. Mà ra về hay sao? Mai đứng đó thật lâu. Ở trong nhà, Việt nhìn theo bóng dáng của cô mà lòng thêm quặn thắt. Cô đang còn quan tâm anh nhiều như vậy. Thì tại sao trước mặt lại luôn tỏ ra bài xích và gây chuyện với anh? Lúc trước Việt thừa nhận anh muốn giúp lâm được tại ngoại điều kiện là lâm phải ly hôn với cô khi ấy anh chỉ đơn giản nghĩ rằng là không muốn mai phải chịu cuộc sống khổ cực bên người đàn ông đó nhưng ngay lúc này đây anh lại nghĩ khác tính ích kỷ trong anh trỗi dậy anh tham lam và muốn có được nhiều hơn thế anh yêu mai thật lòng thương mai anh chỉ muốn được ở bên cạnh và che chở cho cô khoảnh khắc chứng kiến mai thất thần và nhìn ra ngoài trời đêm một cách đầy vô vọng Việt cảm thấy lòng mình đau nhói. Đêm dài và cô đơn biết nhường nào, anh không muốn gặm nhấm sự cô đơn ấy một mình, không muốn mai phải sống những ngày tháng cô đơn đến cùng cực. Anh ước gì bản thân của 6 năm trước không hồ đồ và thiếu quyết đoán. Lỗi lầm của 6 năm trước, liệu bây giờ có thể sửa đổi được không? Việt không còn thời gian để phân tích, nhưng nếu có cơ hội, bằng mọi giá, anh sẵn sàng đánh đổi đứng mãi ngoài trời khuya mai quay người bước vào trong nhà việt vội vàng trở về vị trí cũ trốn sau bước vách mai không lên phòng ngay mà lưỡng lự nhìn về phòng của lâm hy vọng việt chưa về hy vọng anh tìm được chỗ ấm hơn để ngủ cô lặng lẽ tiến vào bên trong ga giường thì lạnh lẽo không hề có dấu hiệu của người nằm ngủ sự hụt hẫng được đẩy lên đỉnh điểm trong vô thức cô bật khóc và chính cô không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại tồi tệ đến như vậy việc nghe trái tim mình như vỡ vụn anh thực sự muốn đến bên cô và ôm lấy cô muốn dùng sự dịu dàng của mình để nâng nưu tâm hồn yếu ớt nhưng anh lại không nhúc nhích được toàn thân đứng im bất động chỉ có tâm can là vô cùng tổn thương chờ cho cơn xúc động qua đi mai quay người trở ra đêm đã khuya lắm ngày mai cô còn phải đến công ty cô không thể nào thao thức cả đêm vì mấy chuyện ngốc nghếch như thế này Khoảnh khắc cô bước ngang qua vị trí của Việt. Bất thình lình anh bước ra và kéo cô về phía mình. Trong đêm tối, Mai giật mình hoàng sợ và hết ẩm mỹ lên. Vòng tay của Việt lúc này siết chặt. Sợ một lời không nói ra, nhưng nghe mùi hương trên cơ thể. Cô biết đó là Việt. Lồng ngực áp sát vào nhau, hai người đều nghe được rõ nhịp đập trái tim của đối phương. Chính là thứ cảm giác này là cảm giác mà mai nhớ nhung vào khao khát cô nhớ anh đến quay quắt cõi lòng lúc này đây hô hấp của hai người trở nên khó khăn vạn điều suy nghĩ nhưng lại chẳng thể nào thốt lên thành câu tại sao em không ngủ chứ tôi tôi anh buông ra đi tôi là người phụ nữ có chồng anh còn hứng thú với tôi làm gì việt nghe như vậy bỗng chốc rơi vào im lặng Ánh mắt của anh long lanh như mặt hồ sâu thẳm. Suy nghĩ một lát, Việt chậm rãi trả lời. Từ xưa đến nay, ngoại tình là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và bàn luận mà. Mỗi người lại phán xét ngoại tình theo một chiều hướng khác nhau, dựa trên quan điểm cá nhân của họ. Nếu mình chỉ là người ngoài, mình nhìn vào, thì không bao giờ hiểu được căn nguyên, gốc rễ của vấn đề. Anh đang diễn thuyết cái gì thế ạ? À? Đây đâu phải là hội thảo về hôn nhân. Gia đình đâu mà Trước kỳ anh không quan tâm đến vấn đề đó. Cho đến giờ phút này, hóa ra ngoại tình lại có một mê lực hấp dẫn con người ta đến khủng khiếp. Bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đúng sai. Ngay lúc này đây, anh muốn được nếm trải cảm giác ngoại tình là như thế nào? Thế anh có hiểu ngoại tình là gì không? Ngoại tình nghĩa là trong một mối quan hệ tình cảm của hai người, đột nhiên một trong hai người bị cám nắng có tình cảm với một đối tượng khác và họ bị cuốn theo thứ cảm xúc đó. Nói vậy nghĩa là anh hiện đã có người yêu. Tại sao em hỏi thế? Nếu nhanh chưa có người yêu thì làm sao có thể tính là ngoại tình được chứ? Anh thì chưa, nhưng nếu như em muốn ngoại tình, anh rất sẵn lòng trở thành đối tượng để cho em ngoại tình. Nực cười, ở đâu ra cái lý lẽ giống như anh chứ? Nếu như em không muốn ngoại tình thì chúng ta có thể công khai hò hẹn với nhau anh bớt nói nhăng cuội đi mai này anh hoàn toàn nghiêm túc em có thể ly hôn có được không câu nói ấy thốt ra từ bờ môi của việt khiến toàn thân của cô run rẩy cô lắp bắp tại tại sao tôi phải làm theo lời của anh chứ là để anh có cơ hội tiếp cận tôi <laughs> anh tưởng bản thân mình hành động như vậy là thông minh lắm à anh chưa bao giờ tự nhận mình là người thông minh anh chỉ muốn tốt cho em mà việc đầu tiên muốn tốt cho em chính là em ly hôn đi anh nghĩ rằng sau khi ly hôn tôi được trở về với cuộc sống tự do khi đấy anh có cơ hội tiếp cận tôi dễ dàng hơn có đúng như vậy không trước đây anh chưa từng nghĩ như vậy vậy thì bây giờ anh đang nghĩ gì khi ôm em trong vòng tay được gần em trong khoảng cách này bỗng nhiên anh muốn em ly hôn Mai à, 6 năm qua chưa có giây phút nào, anh thôi nhung nhớ về em. Tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn, giống như thỏa ban đầu. Tôi là người phụ nữ có chồng. Nếu như tôi bỏ chồng theo anh, kết cục sau cùng là gì? Anh có biết không? Là... Là gì? Anh chỉ nhận được một người phản bội thôi. Nếu như em chưa từng yêu chồng em, chưa từng thật lòng yêu thương người đàn ông ấy, như thế không tính là phản bội Em yêu anh mà Có đúng không? Anh buông tay tôi ra đi Đừng có nói năng hàm hồ Nhưng Việt lại không nghe lời cô Nói đúng hơn là anh không muốn nghe cô nói những lời ngăn cản Anh chủ động cúi xuống Và hôn lên bờ môi hờn rỗi ấy Môi chạm môi hơi thở càn quét trên da thịt Mai thấy đầu óc của mình trở nên mê muội. Tại sao cô lại thỏa hiệp? Tại sao chứ? Rõ ràng cô biết Việt là thuốc độc, nhưng tại sao luôn để cảm xúc của con tim lấn át tất cả? Họ cứ dìu nhau vào cảm giác mê đắm của nụ hôn sâu. Họ hôn nhau giống như bao nhiêu cặp đôi khác. Những cảm xúc khao khát khi được thỏa lấp. Thật sự tuyệt vời, không gì diễn tả được. Nụ hôn nồng nàn, mai nghe trái tim mình như muốn trụy, theo từng đợt sóng đang cuộn dâng. Việt ghi cô sát vào tường. Cô để ý, lúc này anh hôn cô và để lại dấu hôn gọi cảm trên cơ thể của cô. Toàn thân của Mai run rẩy. Anh dừng lại đi. Chúng ta không thể nào tiếp tục sai lầm. Nhưng Việt không nghe lời, anh bắt đầu mạnh dạn hơn, mùi hương da thịt phụ nữ xông thẳng lên mũi, lý trí lúc này đều bằng không, sự tiếp xúc trực tiếp này khiến não bộ của anh như muốn nổ tung, anh thực sự không thể kìm nén được bản thân của mình nữa. Đêm khuya thành vắng, Bên ngoài mái hiên lại đưa âm thanh vi vu của gió đông, tiếng lá cây rơi xào xạc. Chú cún con trong lồng sắt, thi thoảng cựa mình, khiến cho dây xích va vào song sắt, kêu len keng. Những âm thanh ấy phá lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của Mai. Toàn thân của cô run rẩy trong vòng tay của Việt. Nhưng mà phần con lại chiến thắng và lấn át phần người của Việt. Anh hoàn toàn không chú ý đến cái gọi là luân thường đạo lý con người thì không có ai hoàn hảo được tất cả mọi chuyện nếu như mắc sai lầm ngay lúc này anh không ngại để bản thân mình gia tăng thêm tội lỗi cầu xin anh anh dừng lại đi tôi không xứng đáng để anh làm như thế này những giọt nước mắt nóng hồi của mai lăn dài xuống đôi gò má và rơi vào tay của việt anh cảm nhận rõ rệt cảm giác tổn thương đấu tranh và rằng co trong con người của cô Mai đang còn yêu anh. Điều này anh có thể hiểu được thông qua nụ hôn sâu đó. Cảm xúc của hai người khi ở gần nhau thế này không thể nào là giả dối. Nhưng ở trong suy nghĩ của cô, có quá nhiều thứ phải đắn đo. Mai là phụ nữ, hơn nữa là người phụ nữ có gia đình. Cô luôn tự ràng buộc bản thân mình trong khuôn mẫu để giữ gìn danh tiết và phẩm hạnh. Điều này việt là người có thể cảm nhận rõ chính vì vậy anh lại càng trân trọng cô cho dù thế nào mai không muốn người khác coi thường và đánh giá mình nếu như cô không muốn anh hạ tất phải gượng ép cô thỏa mãn được cảm xúc ham muốn chỉ là nhất thời nhưng nếu như có được và sau đó chính những điều ấy khiến cho cô ghét bỏ anh thái độ thay đổi về anh thậm chí cô tự dằn vặt chính bản thân mình còn khiến cho anh đau đớn hơn đến bây giờ việt mới hiểu mắt nhìn thấy vòng tay ôm chặt nhưng không thể chạm tới đáy sâu tâm hồn của người phụ nữ ấy nó đau đớn tới mức nào nhiều tiền để làm gì đẹp trai tài giỏi để làm gì sau cùng anh chỉ là một kẻ thất bại đúng vậy anh thậm chí còn không bằng lâm anh ta có được mai là có tất cả anh thì trong tay đang có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì Việt lặng lẽ buông lòng cánh tay. Anh ham muốn bản năng cũng theo đó mà nguội lạnh. Không phải anh không yêu cô, anh không muốn làm chuyện đó cùng cô. Nhưng giữa hai người trải qua bao nhiêu năm, có nhiều thứ không còn như xưa được nữa. Việt nghĩ lựa chọn tốt nhất của bản thân mình lúc này chính là tôn trọng Mai và tôn trọng cảm xúc cùng với như quyết định của cô. Cho dù trong lòng anh có muôn vạn lần hối tiếc. Khó khăn lắm Mai mới điều chỉnh được cảm xúc vào hô hấp của bản thân mình, nước mắt rơi ướt nhòe khuôn mặt xinh đẹp. Mai chỉnh đốn lại trang phục, Việt đứng đó cúi đầu im lặng, anh không biết phải nói gì. Sau cùng, anh nhẹ nhàng quay gót. "Anh về đây, em nghỉ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe." Việt dứt khoát quay người bước ra ngoài. Còn Mai, cô nghe trái tim mình đau nhói, cảm giác giống như để tuột mất một thứ vô cùng quý giá mà bản thân của cô lại không có năng lực níu giữ. Màn đêm u sầu gió đông khiến cánh cửa va đập vào nhau lộc cộc. Mai cứ đứng đó, toàn thân bất động không nhúc nhích. Không biết cô đứng bao lâu, cô bước ra ngoài đóng kín cổng và quay vào sofa nằm đúng vị trí của anh. Hy vọng mùi hương trên người anh còn đó và cô muốn níu giữ một chút, muốn cảm nhận sự tồn tại của anh xuất hiện tại nơi này. Trại tạm giam hòa lò. Đúng hẹn sau 24 giờ, một lần nữa Việt lại có mặt tại trạm giam để bắt gặp và lắng nghe quyết định của Lâm. Sau một đêm thức trắng vì những cảm xúc hỗn độn đan xen, hôm nay thần thái của Việt có chút mệt mỏi. Anh đeo mắt kính màu nâu, chiếc quần jean màu xám càng khiến cho vẻ bề ngoài của Việt thêm hiện đại và cá tính. Chờ một lát Lâm ở bên trong bước ra ngoài, vẫn là bộ trang phục màu xanh lam quen thuộc. Lâm ngồi xuống ghế, qua lớp kính trong suốt, anh không ngại ngùng mà cất lời. Anh thật là đúng hẹn. Bởi vì tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Nếu anh không đồng ý, vậy thì chúc mừng anh, anh được trải nghiệm một vé VIP đi du lịch trọn gói 12 năm trong khu nghỉ dưỡng mang tên trại giam số 6 của Bộ Công an tại Nghệ An. Rất là xa nhà. Tôi nghe nói ở đấy quản giáo rất biết cách đối xử với khách du lịch giống như anh. Việt thừa nhận để đạt được mục đích của mình. Khi nói ra những lời này, anh cảm thấy mình hơi đê tiện. Nhưng vì anh nóng lòng muốn lâm ly hôn với Mai, vấn đề sau ly hôn, cuộc sống của Mai có đổi khác có hạnh phúc hay không, thì anh không dám chắc. Nhưng trước mắt anh thật sự muốn chuyện đó trở thành hiện thực. Lâm nghe Việt nói như vậy, liền cảm thấy hoang mang. Được nếm trải cuộc sống ở trong lao tù như cơm bữa, nên Lâm hiểu sâu sắc những lời Việt nói có ý nghĩa như thế nào. Trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, nhờ có Việt can thiệp nên cuộc sống của Lâm khá sung túc, được ăn ngon ngủ ngon, được quản giáo quan tâm nhẹ nhàng. Và bây giờ, nếu như anh không thỏa hiệp với yêu cầu của Việt, thì người đàn ông ấy với danh tiếng ấy, địa vị ấy và những mối quan hệ sâu rộng rất có thể anh lại bị chuyển về một nơi rất xa Hà Nội. Chưa kể sự trở mặt này vô cùng có hại đối với anh. Lâm tận mắt chứng kiến rất nhiều phạm nhân bị phạm kỷ luật trong tù, bị bỏ đói, bị bỏ nhốt và khổ sở không khác gì một con vật bị ngược đãi hành hạ vô cùng đáng sợ. Chỉ còn một lời nói của Việt thì nếu anh muốn cuộc sống sẽ đổi thành màu hồng và ngược lại nó sẽ là màu xám, màu nâu hay thậm chí là màu đen. Lâm không dám tưởng tượng thêm nữa nghĩ tới viễn cảnh phải đến một nơi xa xôi. Lâm lúc này cảm thấy rùng mình. Việt nhìn ra được sự lo lắng của Lâm, anh kiên nhẫn quan sát thêm và chậm rãi khiêu khích. Anh đi xa thì nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé, còn vợ con của anh đừng quá lo lắng, sẽ có người thay anh quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Lâm lúc này tức giận, hai bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm. Dẫu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với mai, nhưng ít nhiều lâm cũng có tình cảm với cô đó không phải là tình cảm yêu đương nam nữ mà là tình người là tình thân giữa những thành viên trong gia đình với nhau lâm biết rằng bản thân anh mắc nợ mai rất nhiều cho dù cô có lựa chọn hoặc là quyết định gì đi chăng nữa anh đều tôn trọng và nghe theo cô chỉ là đứng trước việt một người đàn ông giàu có và đẹp trai kia cảm giác tự ái che lấp đi cái phẩm chất đàn ông của anh nghe việt khiêu khích như vậy lâm cảm thấy rất khó chịu anh nói đủ chưa? Anh không đồng ý với yêu cầu của tôi mà. Tự nhiên tôi lại đỡ tốn một khoản tiền. So với việc anh ngồi ở đây, sám hối 12 năm trời, thì đồng nghĩa mai cũng trả được tự do. Tôi nghĩ chả có người phụ nữ nào ngốc nghếch kiên nhẫn chờ đợi một người đàn ông không có tương lai giống như anh trở về. Tuổi xuân của họ chỉ có thời điểm nhất định. Sớm muộn gì, cô ấy cũng chủ động ly hôn với anh càng lúc lâm lại càng cảm thấy mình bị đuối lý rõ ràng anh chả có gì để đấu lại với việt không tiền không quyền không tự do anh chả có cái gì vào lúc này cả cảm giác bại trận lại vô cùng thảm hại tôi tôi suy nghĩ lại có được không anh muốn suy nghĩ trong bao lâu không cần suy nghĩ tôi đồng ý luôn với điều kiện của anh tôi thấy anh đúng là người biết nắm bắt thời cơ đấy vậy thì khi nào tôi có thể rời khỏi đây. Trong khoảng 10 ngày, tôi yêu cầu luật sư xử lý thật nhanh vụ án này của anh. Ngoài ra còn phải nhờ đến những nhân viên rất là quan trọng ở viện kiểm soát. Nói chung anh không cần phải lo lắng, cứ ung dung chờ đợi đến ngày được trả tự do. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi, muốn được anh giải đáp. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Lê Ngọc Trương Huy Vũ, có phải là con ruột của anh không? Trời mùa đông, khi nghe xong câu hỏi này của Việt, Lâm cảm thấy mồ hôi mình túa ra. Thật không ngờ, anh ta điều tra ra nhiều thứ như vậy. Lâm lúng túng. V "Vũ, Vũ là con tôi." "Đương nhiên. Anh hỏi như vậy là có ý gì?" "Thế tại sao thằng bé lại mang họ mẹ mà không phải là mang họ của anh?" "Bởi vì tôi thích thế, cả Mai cũng thích." Thái độ của anh đang chứng minh rằng anh nói sai sự thật. Nhưng mà không quan trọng, anh không nói ra cũng được. Nếu như muốn biết kết quả thật sự, tôi tự có cách riêng của mình. Anh ở lại đây và chờ đợi tin tốt nhé. Nói rồi việc dứt khoát rời đi, tâm trạng của anh lúc này cực kỳ phấn khích. Thật không ngờ, chỉ với một vài câu khích bác, lại dễ dàng khiến cho Lâm thỏa hiệp. Rời khỏi trại tạm giam, chiếc xe của anh điên cuồng, lao trên xa lộ, Ngồi trước ghế lái, việc điều chỉnh âm thanh trong xe xuống mức thấp nhất, đồng thời đeo tay phone và kết nối cuộc gọi với thư ký của mình. Cậu liên hệ với bên trường mầm non nắng mai bằng mọi cách. Ngay trong chiều nay, phải lấy được mẫu tóc của Lê Ngọc Trương Huy Vũ, lớp 5 tuổi B, làm giám định ADN cho tôi. Dạ, giám định ADN ạ? À? À, là sao ạ à, thưa tổng giám đốc? Cũng có lúc người thông minh như cậu lại giả vờ ngốc nghếch và hỏi tôi. Nhưng em thật sự không biết phải lấy mẫu tóc của bé trai đó để giám định ADN với ai ạ à? Mong tổng giám đốc nói cụ thể hơn, giúp em, chứ em... Thế cậu nghĩ tôi làm việc đó cho người ngoài sao? Thư ký Nam lại được thêm một phen ngỡ ngàng. Nói như vậy nghĩa rằng tổng giám đốc có con riêng. Ôi trời đất ơi, thông tin này thật sự là gây chấn động quá mức. Thầy thư ký Nam không nói gì, Việt tỉ mỉ, dặn dò. Chuyện này ngoài tôi và cậu, tuyệt đối, không được để người thứ ba biết chuyện. Cậu giải quyết bằng cách nào thì tùy. À, vâng ạ, à, em rõ rồi. Cuộc gọi kết thúc, Việt định lái xe quay trở về công ty. Trên đường đi anh nhận được điện thoại của bà Khuê. Việt thao tác ấn nghe máy. Dạ con nghe. Lâu rồi không thấy con về thăm nhà. Con vẫn khỏe đấy chứ. Dạ con khỏe. Mẹ thế nào ạ? À? Còn định chiến tranh lạnh với bà con đến khi nào đây? Con không chiến tranh lạnh. Chỉ là con không biết phải nói chuyện gì với ba. Việt à, con hiểu tính của ba con. Ông ấy là người bảo thủ cố chấp. Bao năm nay rồi có thay đổi được đâu. Con không nhường ba con một chút được sao? Mẹ gọi cho con chỉ vì chuyện này thôi ạ. À? Con bận lắm, công ty còn rất nhiều việc. Việt định tắt máy, nhưng bà khuây vội vàng níu kéo. Buổi tối, còn về thăm nhà một chút. Bà còn bệnh rồi đấy. Nghe đến đây Việt cảm thấy lòng dạ buồn chồn. Ba anh người đàn ông ấy được mệnh danh là một con sói trên thương trường, thủ đoạn vô cùng linh hoạt. Và cũng bởi vậy, tính cách của ông có phần cứng nhắc và bảo thủ. Việt không hợp với tính của ba. Hai bà con thường xuyên bất đồng quan điểm. Từ ngày anh tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Vincent, ông Hùng lui về hậu trường và dành thời gian hưởng thụ tuổi già. Này nghe tin ba đồ bệnh, dẫu trong lòng có nhiều điều khó chịu, nhưng tình phụ tử thiêng liêng, tự đáy lòng của anh lại trỗi dậy. Anh thực sự thấy lo cho người đàn ông ấy. Bà bị bệnh gì thế mẹ? Con cứ về đây, mẹ trao đổi cụ thể với con. Dạ vâng ạ. À. Tan làm việc lái xe về nhà, câu nói của bà Khuê khiến cho anh cả buổi cứ bồn chồn lo lắng không yên chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự sang trọng thấy cậu chủ về bảo vệ lập tức điều khiển cho cánh cổng tự động mở ra việt lái xe đi thẳng vào khuôn biên rộng lớn buổi tối căn biệt thự của ba mẹ anh lộng lẫy và lung linh giống như trong thế giới cổ tích bởi hệ thống đèn điện tinh xảo vô cùng nhìn thấy việt về bà khuê mừng rỡ về rồi đấy à con dạ con chào mẹ ba đâu rồi à tình hình của ba thế nào ạ à? Bà con đang ngồi trong thư phòng Thế con ăn gì chưa Con không thấy đói Con chỉ thấy buồn ngủ thôi Việt ngồi tựa lưng vào sofa Và lim dim nhắm mắt Yến từ quầy bếp bước ra Trên tay là dĩa trái cây đủ loại Cô vui vẻ Anh Việt nhìn thấy em mà cứ bơ đi Kêu căng vừa thôi chứ Giữa anh em mình Còn phải câu nệ mấy tiểu tiết này sao Đôi mắt của Việt lúc này nhắm nghiền Bà Khuê thấy hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau nên đứng dậy đi về phía thư phòng. Lúc này chỉ còn Yến và Việt. Yến thủ lại nụ cười và nghiêm túc nói chuyện với Việt. Anh không tò mò vì sao em lại xuất hiện ở đây à? Điều đó quan trọng sao? Một là em đến đây thăm ba mẹ anh. Hai là ba mẹ gọi em đến đây chơi. Mà lý do gì? Thì rốt cuộc em cũng đến rồi. Hơn một năm rồi em mới đến thăm hai bác. Nhưng lần này không phải là chủ ý của em. Ba gái gọi em đến. Giống anh, là mẹ gọi anh về, chứ anh không có chủ ý về nhà. Ba gái rất buồn khi thấy anh và bác trai cứ im lặng với nhau. Mẹ anh lại nhờ em làm quân sư đi à? Không phải, bác chỉ tâm sự thế thôi. Em biết anh có chủ kiến, nếu như là điều anh không muốn thì ai khuyên bảo gì đều vô ích. Tuy nhiên lần này có chuyện thật sự quan trọng chuyện quan trọng là gì anh không thắc mắc vì sao ba gái lại gọi cả anh và em về đây à chắc là do mẹ anh ở nhà buồn lâu lâu muốn không khí gia đình ồn ào một chút không phải như thế ba gái muốn tác thành hôn sự cho anh và em đấy việt nghe xong ngỡ ngàng ngồi bật dậy anh như không tin vào những gì mà yến vừa mới nói ra chuyện này làm sao có thể được cơ chứ anh và Yến đâu có cảm xúc yêu đương Tại sao lại bảo rằng kết hôn với nhau Anh đã đến mức giả nua xấu xí Bất lực đâu chứ Mà mẹ lại sắp xếp hôn sự cho anh thế này Anh cứ bình tĩnh Ba gái hoàn toàn không có ý này Em hiểu mẹ anh quá nhỉ Thực ra khi biết chuyện Em rất khó xử Em và anh vốn chỉ là tình cảm anh em bạn bè Nhiều lúc Em cố gắng thử hướng cảm xúc của mình Về phía của anh chuyển hóa nó thành tình yêu. Nhưng em biết, cả cuộc đời này chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau. Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, mỗi người đều khắc ghi một hình bóng khác, không thể nào thay đổi. Vậy bây giờ em định thế nào? Em không biết phải làm gì, nên mới hỏi ý kiến của anh. Bà gái nói chuyện cho anh biết chưa? Hôm nay mẹ gọi điện cho anh, nhưng lấp lửng nửa vời. Yến à, em biết chuyện gì rồi? Em nói tưởng tận cho anh nghe có được không? Bác trai bị ung thư gan anh à. Hôm nay bệnh viện trả kết quả sinh thiết về. Câu nói của Yến khiến cho Việt lặng người. Thật không ngờ bệnh tình của ông Hùng lại nghiêm trọng đến mức này. Ba gái bảo bệnh của ba anh nếu mà phục hồi tốt thì được ba năm. Còn nếu như chuyển biến xấu thì chỉ tính bằng tháng thôi. Bác trai có tuổi rồi cả một đời lăn lộn trốn thương trường công danh sự nghiệp đều viên mãn chỉ có duy nhất một điều chính là hôn sự của anh chưa được như ý muốn tâm nguyện lớn nhất của bác chính là muốn anh lập gia đình mau chóng có con thế nên ba mẹ anh gọi em đến đây là bởi vì muốn chúng ta mau chóng kết hôn với nhau đi à uhm, dạ vâng ý của em thế nào thực ra em rất khó xử chuyện này quá đỗi bất ngờ nhưng em có thể hiểu tâm ý của hai bác Chắc chắn hai bác Thấy anh không hẹn hò với cô gái nào Mà thời gian bây giờ lại quá gấp Thấy em và anh quen biết Thân tình Họ cảm thấy tin tưởng Nên muốn chúng ta làm một đôi Chỉ như vậy thôi Chứ không có mục đích nào khác Nghe Yên nói xong Việt không nói mà đứng dậy Đi thẳng về thư phòng của ông Hùng Bà thấy trong người thế nào ạ? À? Nếu không phải là thầy bà sắp chết Thì con không về chứ gì Có đúng không? Bà đang còn khỏe lắm Chưa chết được đâu à Ông Hùng lúc này nhắm mắt Việt nghe vậy càng thương ba nhiều hơn Trước đây hai người có những mâu thuẫn nhất định Nhưng ba vẫn là ba của anh Huyết quản trong người anh Đều là nhờ ba mà có Nhìn thấy ba đau bệnh như vậy Việt đau lòng Giống như chính bản thân mình có bệnh Bây giờ y học rất hiện đại, chỉ cần ba lạc quan chữa trị, bệnh tình chắc chắn có chuyển biến tốt. Ba đừng quá lo. Nếu như con thương ba, thì con mau lấy vợ đi, kết hôn đi, sinh con, nối dõi, cho nhà họ trương đi. Thời gian của ba không còn nhiều đâu Việt à. Bác sĩ nói, nhiều nhất là ba năm, nhưng ba hiểu rõ sức khỏe của mình. Chắc là chỉ tính bằng tháng thôi. Bà Khuê ngồi bên chồng, mắt lệ tuôn rơi. Việt lặng im cúi đầu, anh không ngờ điều tồi tệ nhất lại xảy đến với gia đình mình. Ba đừng bi quan, con sẽ tìm hiểu những bệnh viện hiện đại và tiên tiến nhất, cả trong nước và nước ngoài. Bệnh của ba chắc chắn là chữa được. Vậy thì con nhất định không muốn kết hôn sao? Bà thấy cây yến nó tốt cơ mà. Hai gia đình vốn thân tình lâu năm, hai đứa hiểu tính của nhau, sau này về sống chung dưới một gia đình Chắc chắn hòa thuận Yến nó trợ giúp con trong công việc kinh doanh Ba cảm thấy yên tâm lắm con à Chuyện này để sau hãy nói Trước mắt ba tính dưỡng Để đẩy lùi bệnh tật trước Nói xong Việt chủ động đứng dậy Anh định bước ra ngoài Thì bà khuê cất lời Việt à Con định đi đâu còn có việc cần phải giải quyết Con sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ thường xuyên thế còn cái yến thì sao ông hùng lúc này đưa tay lên ra hiệu cho bà im lặng bởi tính cách của việt là như vậy xưa nay anh quyết điều gì thì khó ai có thể xoay chuyển được anh rời khỏi căn biệt thự xa hoa của ba mẹ việt lái xe trên đường một cách vô định lòng anh ngổn ngang những tâm sự điều khiến anh đau lòng nhất vào lúc này chính là bệnh tình của ba việt cứ đi mãi đi mãi anh hoàn toàn không xác định được phương hướng cho đến khi chiếc xe dừng trước đầu hẻm dẫn lối vào nhà của mai anh không hiểu vì sao mình lại xuất hiện tại nơi này có khi nào đây là địa điểm xuất hiện trong tâm trí của việt quá nhiều nên ngay cả trong vô thức não bộ cũng điều khiển anh đến đây việt rời khỏi xe và chậm rãi đi về phía căn nhà hai tầng cũ kỹ nằm sâu trong hẻm nhỏ gió đêm thổi man mát hương thơm nấu nướng từ các căn nhà quanh đây khiến bao tử của việt không ngừng biểu tình anh cảm thấy đói đứng trước cánh cổng sắt việt ngó nghiêng và nhìn vào bên trong trong nhà có ánh đèn thi thoảng lại có âm thanh trò chuyện của mẹ con mai mẹ ơi tối qua ở nhà bà ngoại con chả ngủ được sao thế mẹ có nghe thấy con nói gì đâu Mẹ đang nghe à? Mẹ? Mẹ đang nghe đây, con có chuyện gì? Mẹ ơi, tối qua nhà bà ngoại, con không được nghe kể chuyện nên không ngủ được. Thế tối nay con muốn mẹ đọc chuyện cho con không nào? Dạ có ạ. Vì trước khi ngủ không được nghe mẹ kể chuyện, bà ngoại cũng kể chuyện. Nhưng mà bà kể chuyện đi bán hàng ngoài chợ, chuyện của bà không hấp dẫn lắm. Con phải nghe nhiều câu chuyện khác nhau thì con biết được nhiều chuyện trong cuộc sống chứ hôm qua mẹ bận mẹ gửi chuyện qua nhà bên bà ngoại trước lúc ngủ bà đọc cho con nhé hôm qua mẹ không về nhà nên không kịp chuẩn bị cho con nhưng mà mẹ ơi sao mắt mẹ thâm quầng thế kia mẹ bị mệt à ừ mẹ tăng ca thường xuyên nên thiếu ngủ hôm nay hai mẹ con mình đi ngủ sớm vũ đói bụng chưa chúng ta chuẩn bị ăn cơm nhé hôm nay mẹ làm món gì thế ạ à? sườn hầm rau củ này, cá hấp này, con có thích không? Dạ có. Bây giờ ngồi ngay ngắn ở đây. Mẹ rửa tay, rồi chúng ta ăn cơm nhé. Đứng bên ngoài cổng, nghe Mai nói tôi món sườn hầm rau củ và cá hấp, đầu óc của Việt lập tức tưởng tượng đến miếng sườn thơm ngậy tan chảy trong miệng. Anh thấy bụng đói cồn cào, bao từ càng lúc càng biểu tính dữ dội. Mình có nên vào nhà xin ăn ké một bữa cơm? Thèm quá. Việt đứng đó và tự nhủ. Sau cùng anh mạnh dạn đưa tay lên bấm chuông cổng và tự an ủi chính mình. Dù sao thì cô ấy cũng biết mặt của mình dày rồi. Nghe tiếng ồn nào chú cún trong lồng sắt bật dậy sủa gắt gao. Mai tò mò từ trong nhà bước ra, nhìn thấy hình dáng cao lớn của Việt, chống ngực của cô, đập rộn ràng. Anh đến đây làm gì? Ờ, à, cho anh vào nhà có được không? Không được, nhưng mà anh đói quá, cho anh xin bữa cơm. Không đợi Mai đồng ý, vừa mới dứt lời, Việt nhanh tay mở chốt cổng và bước vào trong sân. Vừa khi nãy anh quan sát thấy Mai chưa khóa cổng, nhưng nếu như tự ý bước vào thì có phần mất lịch sự nên anh mới bấm chuông. Mai ngỡ ngàng, cô còn chưa đồng ý mà anh lại tùy hứng làm loạn rồi sao? Việt bước vào trong nhà nhìn thấy Vũ đang ngồi bên bàn ăn, liền nhanh miệng. Chào Vũ, có nhận ra chú không nhỉ? Chú Việt có phải không ạ? Giỏi lắm, nhận ra chú cửa lại còn nhớ cả tên, thế này thì phải thưởng nóng thôi. Mai từ ngoài sân bước vào, thấy hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau, trong lòng cô lại trào dâng một cảm xúc rất đặc biệt. Chú Việt ơi, chú ăn tối chưa ạ? Việt lắc đầu, anh vào đây chính là vì muốn được ăn cơm cùng với mẹ con Mai. Vậy thì chú ở lại đây ăn cơm với cháu với mẹ cháu hôm nay mẹ cháu nấu món sườn hầm rau củ với cả cá hấp chú ạ tay nghề của mẹ tuyệt vời lắm nhưng mà chú sợ mẹ cháu không đồng ý vừa nói việt vừa dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía của mai đúng là hết chịu nổi với cái anh chàng này cô không ngờ anh lại bày ra nhiều trò như vậy mẹ cháu nhất định là đồng ý thôi chú ạ mẹ cháu là người tốt bụng nhất trên thế gian này vũ quay sang nói với mai mẹ Chú Việt đói bụng, mẹ cho chú Việt cùng ăn cơm với mình nhé. Mai im lặng không nói gì, cô lặng lẽ bày biện bắt đũa lên bàn, và đương nhiên không thiếu phần của Việt. Việt thích thú cười thầm trong miệng, được chiêu thức cô thế này, cảm giác rất thú vị. Cả bữa ăn Việt và Vũ cứ như vậy trò chuyện với nhau rất hợp. Không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc vài lần, nhưng anh thấy mình rất có tình cảm với Vũ, cảm giác giống như thân quen từ lâu. Mà chính anh không thể nào lý giải được Vì sao bản thân của mình Lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế Rời khỏi nhà mai Việt không về nhà Mà anh chạy xe đến thẳng quán ba quen thuộc Những ngày này với anh rất tệ Có quá nhiều thứ xảy đến Cuộc sống liên tiếp bị xáo trộn Bởi những chuyện mà bản thân anh không ngờ đến nhất Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của Mai sau 6 năm xa nhau. Người phụ nữ thứ hai sau mẹ anh đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của anh chính là cô ấy từ khi quen nhau yêu nhau và sống bên nhau mai là người dạy cho việt rất nhiều bài học quý giá tiếp đến chính là thông tin ông tùng mắc bệnh ung thư gan chuyện này thực sự là một cú sốc rất lớn đối với việt không chỉ thương và lo lắng cho ba điều khiến việt cảm thấy áp lực hơn nữa chính là mau chóng kết hôn với yến để ba anh được vui lòng có lẽ đó là điều mà ông ấy mong đợi nhất trước khi rời xa thế giới này. Lựa chọn và kết hôn với một người mình không có tình cảm, chuyện đó không khó, nhưng làm thế nào để sống sống và duy trì được hạnh phúc suốt một đời với một người mình không có tình cảm. Đó mới chính là một bài toán khó. Áp lực chồng chéo áp lực, việc chỉ biết tìm đến men rượu cay nồng để quên đi những khúc mắc không thể nào tháo gỡ. Những ly rượu vơi đầy lần lượt được nuốt vào trong cổ họng. Việt cảm thấy trong cuộc sống này, chỉ có Diệu là người bạn chân thành nhất, luôn ở bên cạnh anh, bất kể là lúc vui hay lúc anh buồn mệt mỏi. Âm thanh rộn ràng, men rượu dần ngấm vào sâu từng tế bào và giác quan trong cơ thể. Việt cảm thấy lâng lâng, hai mắt díu chặt. Đã mấy ngày trôi qua anh chưa cảm nhận được một giấc ngủ sâu đúng nghĩa. Việt rời khỏi quán bar khi đêm vắng lắm rồi, đường phố lác đác vài bóng người thi thoảng lại có hạt mưa bay lất phất. Đứng trước cửa nhà, Việt đưa tay lên bấm mật mã mới phát hiện cửa không khóa. Anh tò mò bước vào. Phòng khách sáng đèn, Yến đang ngồi bên sofa. Một tay cô nàng nâng ly vang hào hạng và đơn độc thưởng thức nó. Nghe tiếng động phát ra, Yến quay người và nhăn mặt nói. Anh đi uống rượu ở đâu mà mùi rượu nồng nặc thế này? Em đến từ khi nào đấy? rời khỏi nhà ba mẹ anh em đến đây luôn gọi điện thoại cho anh không được em có chuyện muốn trao đổi với anh anh để điện thoại trong xe có chuyện gì thế đêm qua anh không về hôm nay em không chắc anh có về hay không tuy nhiên ở nhà anh ngồi ở góc này có thể quan sát được toàn cảnh thủ đô lộng lẫy nên em đến đây vậy còn chuyện quan trọng chuyện đám cưới em nghĩ là không thể anh cũng nghĩ giống em. Chúng ta không thể nào kết hôn được. Tình yêu là một yếu tố rất quan trọng trong cấu thành nên hạnh phúc bền lâu. Bên cạnh các yếu tố khác như tài chính, sự nghiệp, em và anh tiền và sự nghiệp đều có đủ. Nhưng chúng ta lại thiếu đi tình yêu. yên im lặng không nói gì. Cô đưa ly thủy tinh lên trước mặt và nhấp môi một ngụm, nuốt vào cổ họng cái thứ nước đỏ thẫm như máu ấy và rơi vào trầm tư. Nằm bên sofa, Việt mơn man chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tại tập đoàn Vincent, đầu giờ chiều ngồi trong phòng làm việc, việc tập trung nghiên cứu, phát triển dự án đối với đối tác bên Thái Lan. Anh tỉ mỉ xem xét từng hạng mục mà thư ký Nam vạch sẵn, thì thoảng lại có một vấn đề khúc mắc. Việc tra cứu thông tin qua cổng web nội bộ của công ty. Đang chăm chú thì chuông điện thoại vang lên. Alo, thưa tổng giám đốc, viện huyết học trung ương có kết quả giám định adn rồi ạ à? kết quả thế nào anh và cậu bé lê ngọc trương huy vũ thực sự có quan hệ huyết thống cha con tay trần của việt như rụng rời thật sự không thể ngờ thực sự không thể ngờ chuyện mà anh suy đoán lại chính xác như vậy vũ là con trai của anh vậy mà bao nhiêu năm nay mai âm thầm giấu giếm Cô nhất định xa lánh và không cho anh biết sự tồn tại về con trên thế giới này. Cảm xúc của anh như vỡ òa. Việt không nói được gì, chỉ có chống ngực liên tục biểu tình. Khóe mi người đàn ông ấy rưng rưng những giọt lệ. Vũ là con trai của anh sao? Đó là lý do vì sao mỗi khi gần cậu bé, Việt luôn cảm thấy có sự quen thuộc, gần gũi, mà anh không thể nào diễn tả được thành lời. Đầu dây bên kia thấy Việt im lặng, thư ký nam tiếp tục lo lắng kia tổng giám đốc anh có nghe em nói gì không ạ à? anh không sao chứ việt cương ngồi thần mặt ra những lời nói của thư ký nam anh không để lọt tai một chữ trong đầu của anh lúc này ngập tràn những suy tư chăn trở anh đặt một câu hỏi rất lớn dành cho mai tại sao cô ấy lại chấp nhận mang thai và nuôi con một mình Dẫu biết đó là con của anh chứ và anh hoàn toàn có thể chăm lo cho hai mẹ con cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn cơ mà những năm tháng ấy cô chịu khổ cực một mình ôm con chạy khắp các bệnh viện để chữa chạy mỗi khi trái gió chờ trời, trời không chỉ như vậy mai nhẫn tâm để con trai của anh gọi một tiếng ba với người đàn ông hội tủ mọi tính xấu xí trên cuộc đời này tại sao chứ tổng giám đốc tổng giám đốc à ừ cậu cậu có chuyện gì nói đi anh thực sự không sao chứ ạ? À? Tôi không sao. Chuyện này, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật cho tôi. Cậu nghe rõ chưa? Vâng, vâng. Cuộc gọi kết thúc. Việc bỏ giờ luôn công việc đang làm. Anh mặc áo khoác và vội vã, rời khỏi văn phòng công ty. Anh điều khiển xe, đến thẳng khu vui chơi, mua sắm dành cho trẻ em lớn nhất Hà Thành. Việc loay hoay lựa chọn cho Vũ những bộ trang phục đẹp nhất và đắt tiền nhất ngoài ra là những món đồ chơi lắp ghép phát triển trí tuệ những phương tiện giao thông mà vũ yêu thích rời khỏi thiên đường mua sắm việt chạy xe đến thẳng trường mầm non nắng mai nhận ra người quen bác bảo vệ vui vẻ cho việt đi vào bên trong tiền đến lớp học năm tuổi b việt hồi hộp suy nghĩ xem mình mở đầu câu chuyện với con trai như thế nào ngay cả nằm mơ anh chưa từng nghĩ rằng mình có một đứa con trai Lớn đến từng này Anh tìm ai? À thưa cô giáo Tôi là người nhà của bé Lê Ngọc Trương Huy Vũ Cô giáo có thể cho tôi gặp cháu một lát được không ạ? À? Thế anh là gì cô Vũ? Tôi là chú Cô giáo không tin cứ gọi Vũ ra đây Thằng bé nhận ra tôi ngay À anh đợi tôi một chút Huy Vũ còn đến đây với cô nào? Dạ vâng ạ Vừa chạy đến cửa lớp thì nhận ra Việt, cậu bé phân khích reo lên. Cháu chào chú Việt. Thế có nhớ chú không nào? Nhớ chứ ạ? À? Mà sao hôm nay chú lại đến trường của cháu ạ? À? Mẹ cháu có đến cùng không ạ? À? à, mẹ Mai bảo chú đến đón cháu về sớm. Hôm nay chú đưa Vũ đi chơi. Vũ có thích không nào? Có thật không ạ? À? Cháu rất thích ạ. À? Sau đó Việt quay sang nói với cô giáo. Xin phép cô giáo Hôm nay cho tôi đón cháu về sớm một chút Dạ vâng ạ à, Con chào cô Với lại chào chú Việt đi Dạ vâng ạ à, Con chào cô con đi chơi ạ à. Việt lịch sử cúi đầu cảm ơn cô giáo Và bế Vũ đi về phía cổng Cảm giác được ôm đứa con ruột thịt của mình trong vòng tay Việt nghe trái tim của mình như tan chảy Anh thầm làm hít hả hương thơm Từ người của con mình Thì thoảng lại lén nhìn vào gương mặt ngây thơ của Vũ Đến bây giờ Việt mới chú ý Cậu bé không chỉ giống Mai Mà ngay trong cách nhíu mày nhăn mặt Cậu bé còn giống anh Giống nhiều đến không tưởng Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ Được viết bởi tác giả Thanh Thanh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng vui của anh chàng tên là Việt bởi vì đến cuối cùng thì anh ấy mới nhận ra con của mình chính là cô Vũ. Vậy thì cuộc gặp gỡ định mệnh của hai cha con tiếp tục sẽ như thế nào? Mai liệu rằng có chấp nhận tình cảm của Việt dành cho Vũ hay không? Và nguyên nhân tại sao 6 năm trước hai người lại xa nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.